bị cái bệnh dạ dày từ rất là lâu rồi, phải đến trên 20 năm rồi. Và nói chung là tình trạng cũng khá là nặng, có rất là nhiều lần phải đi cấp cứu, đang đêm là đau quá phải đi cấp cứu. Và tôi cũng uống rất là nhiều các loại thuốc, từ bột nghệ rồi đến các loại kháng sinh. Thế, tuy nhiên là vẫn không khỏi mà nó thành một cái bệnh mãn tính rồi. Nặng nhất là cái cách đây khoảng hơn một năm thì tôi bị đau dạ dày đến mức độ mà nó xuất hiện cái tình trạng là thiếu máu. Thế và phải đi truyền máu. Thế sau đấy thì tôi cũng thấy lo lắng quá, thì nhưng mà cũng rất là may là một vài tháng sau đó thì cái sản phẩm nano curcumin của OIC ra đời. Thế là tôi cũng như là kiểu người chết đuối với hồi cọc ấy. Khi mà tìm hiểu kỹ về sản phẩm và những gì mà ông xã nói thì mình rất là tin. Trong quá trình mình dùng thuốc thì mình cũng rất là tin, bởi vì nó hoàn toàn là nó là một cái công nghệ rất là cao, nó từ củ nghệ, bột nghệ, nhưng mà nó lại là tinh chất curcumin và nó được phân tách ra thành những cái hạt nano rất là nhỏ, cho nên là nó thấm hoàn toàn vào cái tế bào của mình và nó sinh khả dụng tại đấy, cho nên là cái hiệu quả của nó gấp rất là nhiều lần những cái tinh nghệ bình thường. Dường như nỗi ám ảnh bệnh tật dày vò người thân trong suốt hơn 20 năm qua đã khiến cho một người ngoại đạo với ngành hóa sinh như tiến sĩ Lưu Hải Minh quyết định đặt cược. Tiền bạc, sự nghiệp, tất cả dường như không còn mấy ý nghĩa với nhà khoa học này, bởi toàn bộ tâm huyết của anh đã dành cho cây nghệ vàng. Chứa hoạt chất chính là curcumin, nghệ vàng được các chuyên gia khẳng định có các hoạt tính y học quý như chống viêm, chống các tế bào ung thư, bảo vệ gan, thận cùng nhiều công dụng khác. Với những nghiên cứu của tiến sĩ Lưu Hải Minh, liquid nano curcumin OIC đã ra đời như một minh chứng cho tác dụng của cây nghệ vàng Việt Nam với giới y khoa, với thị trường dược phẩm trong nước và quốc tế. Liquid Nano Curcumin OIC là thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc curcumin từ Việt Nam. Đây là một sản phẩm made in Việt Nam. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, người sáng chế ra sản phẩm này lại không liên quan tới ngành hóa sinh. Tiến sĩ Lưu Hải Minh có 2 bằng kỹ sư chuyên ngành cơ khí ô tô Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội và chuyên ngành công nghệ thông tin tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau đó, anh tiếp tục theo đuổi nghiên cứu chuyên ngành kinh tế tại nước ngoài. Không một ngày học về hóa sinh, tiến sĩ Lưu Hải Minh đến với nano curcumin dường như chỉ vì sở thích. Mình muốn đem lại một cái hiệu quả cho xã hội và cho chính bản thân thì mình sẽ làm theo cái con đường mà mình đã chọn. Tôi đã phải đi tìm rất nhiều những nhà khoa học, những nhà công nghệ trong nước cũng như ngoài nước để học hỏi họ. Để đi theo con đường của họ, mà gần như là mình sẽ là học trò của họ. Đồng thời với con đường đấy thì mình cũng phải tìm những cái cách mà kinh doanh hiệu quả cho những cái sản phẩm mới mà mình tạo ra. Tất cả đều là khác biệt so với cả những cái gì tôi đã được học, đã được làm trong suốt 20 mấy năm vừa qua. Sau 2 năm nghiên cứu, tiêu tốn số tiền khổng lồ từ việc bán một căn nhà tại Hà Nội, tiến sĩ Lưu Hải Minh cùng nhóm nghiên cứu đã cho ra đời sản phẩm liquid nano curcumin hoàn toàn mới, gắn liền với thương hiệu OIC Made in Việt Nam. Những khó khăn ban đầu, ngoài vấn đề về tiền bạc, thì với một nhà khoa học ngoại đạo với hóa sinh như tiến sĩ Lưu Hải Minh, rất nhiều bài toán khó cần lời giải. Làm sao để chế tạo nano curcumin dạng dung dịch lại không làm thay đổi cấu trúc của curcumin trong quá trình nano hóa? Đâu là điểm khác biệt công nghệ chủ yếu với các quy trình sản xuất khác, cho phép hoàn toàn làm chủ về kích thước, chất lượng, quy mô và giá thành sản phẩm. Tất cả đã được giải đáp sau một thời gian dài nghiên cứu với không biết bao nhiêu tâm sức được anh Minh bỏ ra.
đối với sản phẩm Liquid Nano Cucumin OIC thì ban đầu là nó không được đạt được kích thước nano. Tức là nó vẫn là nano nhưng mà nó trên 100 nanomet. Mà 100 nanomet thì những đơn vị khác người ta cũng làm rồi. Cái thứ hai là nó có rất nhiều lỗi về sản phẩm. Ví dụ như là nếu mà nhìn trên kính hiển vi điện tử thì có những hạt đến micro và có những hạt là nano. Thì bây giờ làm đồng đều hóa như thế nào trong một cái hợp chất, trong một cái dung dịch như thế nào thì rất khó. Và tôi với cả đội nghiên cứu phát triển đã phải mày mò đọc rất nhiều tài liệu của nước ngoài để làm sao tạo ra một cái máy để có thể là đồng đều hóa sản phẩm cuối cùng khi mà bán ra thị trường. Về bản chất công nghệ, nano curcumin được sản xuất với giải pháp chính là làm tăng độ hòa tan của curcumin, từ đó làm tăng khả năng hấp thụ sinh học của curcumin mà không làm ảnh hưởng tới hoạt tính sinh học ban đầu. Liquid nano curcumin, sản phẩm của dự án này đã được chứng minh với nhiều ưu điểm. Với kích thước từ 20 nanomet đến 60 nanomet, nano curcumin phân tán tốt trong nước, độ tan tăng gấp 10.000 lần so với curcumin ban đầu, giúp thẩm thấu vào máu nhanh chóng để phát huy hiệu quả tại hầu hết các cơ quan khác nhau trong cơ thể. Độ hấp thu của nano curcumin đạt lớn hơn 90%. Với độ hấp thu này, theo tính toán, hiệu quả 2ml dung dịch tương đương với 4kg nghệ tươi, uống 120g bột nghệ hay uống tới 24 viên nano curcumin thông thường. Tác dụng của nó là bảo vệ niêm mạc dạ dày, chống viêm loét dạ dày, hành tá tràng cực kỳ hiệu quả, có tác dụng hồi phục nhanh các vết thương ngoài da. Sử dụng thường xuyên sẽ làm da hồng hào, căng mịn hơn. Hơn thế nữa, curcumin còn là một chất hủy diệt tế bào ung thư cực mạnh, có tác dụng phòng và chống ung thư cực kỳ hữu ích. Ngoài ra, dung dịch này cũng còn nhiều tác dụng khác nữa mà chỉ có những người dùng mới có thể cảm nhận được. Thì đầu tiên thì là tò mò thôi. Thì cũng đọc các cái công dụng của nó trên cái bao bì sản phẩm đấy. Thì đúng cái mà tôi đang tìm kiếm là tôi đang bị đại tràng. Nó dạng ở cái dạng nó cũng mãn tính rồi, cũng rất là lâu rồi. Thì tôi bị ăn uống thì nó không cảm thấy không thấy ngon. Và đôi khi nó bị đầy bụng, và khi mà buổi tối, nhất là buổi tối mà khi mà ăn thì khó ngủ lắm. Thì tôi có thử dùng thử cái sản phẩm này, thì sau khi mà dùng cỡ khoảng 20 ngày thì tôi thấy nó bắt đầu, cơ thể nó bắt đầu có sự thay đổi rất là tốt. Và tôi thấy ăn nó ngon hơn và ngủ nó sâu giấc hơn. Sau đấy thì tôi có đặt mua thêm những sản phẩm này và tôi đã dùng đến lọ thứ 3 rồi. Và hiện tại tôi thấy là cái cơ thể tôi nó thay đổi rất là tốt. Tôi đã dùng cái sản phẩm dung dịch nano curcumin của OIC được khoảng 1.5 năm rồi, từ những cái ngày đầu tiên. Thế và tôi thấy cái tác dụng nổi bật nhất ấy, đấy là đối với da. Cái thứ hai là cải thiện cái trạng thái, cái cảm giác ở bên trong mỗi một buổi sáng thức dậy trước khi đi làm. Thì uống một cái cốc dung dịch nano curcumin đó thì nó khác hẳn so với cả trước đây. Cá nhân tôi thấy là cái tiêu hóa tốt hơn hẳn. Thứ hai là sức khỏe nó tốt hơn. Tức là mình chẳng hạn như là mình có thể lái xe đi dài hơn mà nó không bị mệt. Và đặc biệt đôi khi anh em uống rượu bia thứ còn tốt hơn hẳn. Ngay cả trong thời điểm hiện tại, dù sản phẩm liquid nano curcumin đã được bán ra thị trường, nhưng vẫn đang được tiến sĩ Lưu Hải Minh tiếp tục nghiên cứu và phát triển. Dây chuyền sản xuất gồm 4 bước đang được hoàn thiện. Các bước như pha phân tán curcumin hỗn hợp, khuấy trong thời gian 6 tiếng, kết hợp gia nhiệt để tạo thành dung dịch đồng nhất. Rồi chuẩn bị hỗn hợp chất mang, tạo hỗn hợp vi nhũ tương để tạo ra hỗn hợp đồng nhất ở dạng lỏng có nồng độ curcumin 200mg trên 1ml. Dịch curcumin này được chuyển vào trong thùng chứa, sau đó đưa vào thiết bị chiết rót để đóng thành sản phẩm. Tất cả đều tuân thủ theo một quy trình nghiêm ngặt. Chúng tôi là một công ty về công nghệ và chúng tôi muốn đem cái sản phẩm mà chúng tôi xuất khẩu ra nước ngoài. Thì chúng tôi phải thuê hoặc là liên kết với những công ty mà có những cái chứng nhận GMP WHO để
có thể đi vào thị trường thế giới. Việc chọn lựa Trường Thọ là một trong những tiêu chí. Chúng tôi đã chọn lựa rất nhiều công ty dược phẩm khác và chúng tôi thấy là đó là một quyết định đúng đắn. Công ty OTC là một công ty nghiên cứu và sản phẩm của công ty OTC là sản phẩm có chất lượng và mang tính thời đại, phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của người tiêu chuẩn và có tiêu chuẩn của người sử dụng. Và công ty OTC là sản phẩm trong cái quá trình rất nhiều cái sản phẩm curcumin, thì đặc biệt là cái sản phẩm curcumin nano của công ty OTC là một sản phẩm curcumin thực sự. Tôi phải dùng cái từ thực sự là curcumin nano thì phải kiểm tra chất lượng là công ty OTC có sản xuất tốt và có kiểm tra chất lượng, và những cái tài liệu và những cái kết quả kiểm tra là đều cung cấp cho công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ. Do đó chúng tôi khi hợp tác với công ty OTC, chúng tôi hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng đầu vào của nguyên liệu. Hiện tại, Liquid Nano Curcumin OIC đã được bán ra thị trường thông qua nhiều kênh phân phối. Ngoài ra, sản phẩm thuần Việt này đã được bán tại Úc cùng một số quốc gia nói tiếng Bồ Đào Nha như Angola và Brazil. Để tiếp cận được với thị trường nước ngoài, tiến sĩ Lưu Hải Minh cùng tập thể cán bộ, công nhân viên công ty cổ phần công nghệ mới Nhật Hải đã vạch ra rất nhiều chiến lược để phát triển thương hiệu. Hiện tại, cái tỷ lệ gia tăng về sản phẩm đã đạt rất là con số rất là cao. Sắp tới thì OTC New đang hướng về sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài và đặc biệt đang trọng tâm vào các sản phẩm các nước ở Nam Mỹ, ví dụ như Brazil, ở châu Âu thì có Ukraine, ở châu Phi thì có Angola, và hiện tại thì đang xúc tiến rất là mạnh ở Angola và Ukraine. Trong quá trình giới thiệu sản phẩm ra nước ngoài, vấn đề quan trọng nhất chính là việc kiểm định chất lượng tại quốc gia đó. Một số thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản thì việc kiểm định mất rất nhiều thời gian. Chính vì vậy, trong thời gian đầu của chiến lược kinh doanh, tiến sĩ Minh đã tìm tới các thị trường dễ tính hơn như Úc, Brazil, Hàn Quốc, Nga để quảng bá sản phẩm. Trong tương lai, tiến sĩ Lưu Hải Minh mong muốn sản phẩm sẽ đạt doanh thu 10 triệu đô la Mỹ một tháng. Những thành công bước đầu của nhà sáng chế cũng đã được ghi nhận. Doanh nghiệp khoa học công nghệ, công ty công nghệ mới Nhật Hải OIC New là một trong những cái doanh nghiệp khoa học công nghệ của Hà Nội mà tôi đánh giá rất là cao. Thứ nhất là đây là một cái sự kết hợp mà khá là điển hình giữa những người doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ và những nhà khoa học, tạo ra những cái kết quả nghiên cứu và phát triển những sản phẩm mà phục vụ lợi ích cộng đồng. Hiện nay thì có rất nhiều sản phẩm, nhưng mà cái sản phẩm mà được các nhà khoa học nghiên cứu tạo ra và được thử nghiệm rồi đã được các cơ quan nhà nước công nhận, sau đó thì hình thành nên cái doanh nghiệp khoa học công nghệ với cái vốn đầu tư và cái kinh nghiệm, bí quyết kinh doanh của doanh nghiệp để đưa cái sản phẩm đấy đến với cộng đồng một cách hiệu quả nhất, thì curcumin, nano curcumin là một trong những cái sản phẩm như vậy. Khi mới khởi nghiệp với cây nghệ vàng, nhiều người còn cho rằng những việc mà tiến sĩ Lưu Hải Minh đã làm là việc không. Tuy nhiên, nhà khoa học này vẫn khẳng định sản phẩm từ cây nghệ vàng là có thể làm được và sẽ có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Về mặt công nghệ thì chúng tôi có thể khẳng định là sản phẩm của tôi là hoàn toàn khác biệt so với những sản phẩm đã có trên thị trường hiện nay. Nó khác biệt là cái tính sinh khả dụng, cái thứ hai là người dùng không cần phải bỏ nhiều tiền, và cái thứ ba ấy là nó có tác dụng hỗ trợ điều trị rất là tốt cho rất nhiều loại bệnh. Và chúng tôi đang có những cái nghiên cứu mới cho những cái sản phẩm này cùng với những tài liệu trên thế giới. Những cái sản phẩm này của chúng tôi là đã được các viện nghiên cứu ở trên thế giới họ đánh giá rất cao. Ngay cả trong thời điểm hiện tại, dù doanh số đã cao, nhưng điều đáng mừng hơn cả là lượng khách hàng quay trở lại mua sản phẩm ngày một nhiều, lên đến 92%. Đó là điều rất đáng mừng vì một sản phẩm công nghệ cao của Việt Nam đã được người tiêu dùng trong nước và quốc tế đón nhận.